Kính thưa quý vị, trong mục hai số hội chủ nghĩa hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện hai số hội chủ nghĩa có tựa đề Lóng thế đéo lào do Facebook chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 7 năm 2022 từ nguồn Thanh Tuyền. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lóng thế đéo lào Chuyện câu tích hiện đại, chuyện kể rằng vào thế kỷ 20, khoảng giữa thập niên 70, tại nước lỗ có một tổ chức khoa học gia đặt tên, đặc biệt sở hữu các siêu năng lực Tổ chức này tới từ các bộ lạc tộc cối ở ngọn núi Hoa Quả Sơn. Thời đại đó, cả thế giới còn phải đau đầu tìm cách đáp lên mặt trăng con chưa xong, chứ nói chi tới mặt trời. Vậy mà nhóm khoa học gia nước lỗ đã tìm ra công thức đổ bộ lên mặt trời, khiến cho cả thế giới ngã mũ, tháng phục. Theo đó, thì khi trả lời phỏng vấn của NASA của Mỹ, với câu hỏi mặt trăng nóng như lò hỏa thiêu, cả sắt thép còn phải tan chảy khi chưa chạm tới mặt trời á, thì làm sao các ông có thể đổ bộ lên mặt trời? Trưởng nhóm của học già nước lỗ vội rít một hơi điếu cày, tay cầm cái nón cối đổ lên đầu rồi đáp. Mẹ lắm, các ông ngu thế, thì chúng tôi đi lên đáy vào băng đêm mà lị, lóng thế đéo là được.